bay trời nhất mà không có lúc nào biết tôi đi ăn cháo cổng tử ra chi ra rồi đây đang có tôi của tôi mà đã không nhận không cái càng thành nhân mong bỏ bay bằng theo cùng đứng đỡ mất tâm bên đằng rồi trước còn tập theo còi theo thế thân thật thân tình để chân nhai hoặc đi buôn bán kiếm đời hoặc là vợ đánh dối đời đắm đông chia gan bút đồng trong môn nợ hoặc tớ mang gì dở gì con quên cha quên mẹ tình thâm quên sư quên sở lâu năm không về vô mỹ mà thôi sau khi pha hết cua rồi phải tìm phương kế kim quay đồng xài theo trộm cúc quả là bài bạc phạm tội hình tù hoặc phải vừa mẹ cha sau sắc dầu buồn thương con than khóc u sầu có khi mang bệnh vui mù chân dương hoặc là bệnh nặng gì thương quá hàng dẫu biến phố cuộc nhau vô cứ mãi mới có dưới đồ mà có chẳng chẳng hay khi thần cấm ngộ cao làm quá thường phận con gái còn hơn cha mẹ thì có lòng hy tế đến hòa đồng nhau phục vụ căn nhà chơi ai để kiến thức là năm đi xong nó lúc cùng cô sinh giá còn trong lơ bao mang năng đe đau chẳng có bao khổ cuộc lao làm cho thiếu được mang năng lượng nói trong cùng là chưa quay mang nghe Phật chi có mỗi càng tâm hàng giải thức lòng càng thẳng tay nhiều xuống đất lấy cây lấy củi đập đầu mình đến hôm nay tâm thần bất đần một giây lâu mới tỉnh than rằng bọn ta quà thật là tội nhân không xưa nay chẳng có công ơn người mù nay còn ngủ biết cái bao đầm là ca vũ ca gan dựng như nát như tan bất bền đụng phạm tâm sâu hô như con có cùng lấy tâm lắng nghe thân cha nghe mẹ nắng về đến trăm ngàn kiếp thân chưa tròn có người gặp ơi nói ghét nuôi sống thân nhân mất phần này thương nghề thân nát quá ai đã tin mình ca năm nay tôi cũng học sai được cứ chạy mới là thôi tội bằng tâm thì có tôi phải xa không âm thầy bồi thương càng bận sắc tăng bậc nào yên nghỉ phóng quang ma xây dần chiếu xà sáng trong nhà tư ngày hai chuông hào quang cá vợ bốn đường qua cung cò các số đường hàng hà độ tinh thân liên qua tinh tầm nước đã ban là tâm an nam đô tây phương cực lạnh thế giới này từ đại bi thiết trần đạo chưa a di đà phật nam mô a di đà A di đà Phật nam mô 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 A di đà
nảy trong tình nghĩa vợ chồng. Đối gian xin Chúa lúc đang lầm tội giữ trong gia đình thì nàng cũng tròn ở vui dấu. Vì biết đâu bàn tay nâng niu của anh sẽ nâng niu người con gái trở thành thành những người nhớ thank you.
lời mẹ mãi như đồng lúa chiều
chàng ta soi bóng mẹ lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu tình mẹ yêu mến như làn gió đưa mặt hồ lời ru mơn mát em như sao diêu giật giơ nắng mưa xóm chiều vui cùng tiếng trẻ thơ thương con thao thức bao đêm trường con đã yên giấc mẹ hiền vui